Monkey D. Dragon sở hữu trái rồng rồng thần thoại. Vegapunk cho biết mình đang có một mối liên hệ với Dragon từ rất lâu, trước khi cả hai làm việc cho hai thế lực khác nhau. Vegapunk là một nhà khoa học thiên tài, ông được Dragon mời gia nhập tổ chức chiến binh tự do của mình, nhưng vì quá nghèo nên không thể nhận được sự đồng ý. Nghèo đúng là một cái tội, nhưng nếu như Vegapunk chấp nhận khi đó thì tài năng của ông ấy cũng sẽ trở nên lãng phí. Vì thế Vegapunk đồng ý để chính phủ thời vì sự giàu kết sự nái của họ. Ngược lại, những nghiên cứu của tiến sĩ thiên tài sẽ phục vụ cho mục đích quân sự. Khoảng 28 năm về trước, Vegapunk bắt đầu tiếp xúc với Bin Hazard và được cho phép nghiên cứu sức mạnh của rồng thông qua Kaido. Trái quy rồng rồng thần thoại châu Á của Kaido là thứ mà chính phủ muốn. Họ chấp nhận bỏ ra rất nhiều tài nguyên tận 20 năm để cho Vegapunk nghiên cứu, và đến cuối cùng ông ấy thông báo rằng nó đã bị thất bại với một lý do cực kỳ củ chuối. Chapter 1067, Vegapunk đã hỏi Luffy về màu sắc của con rồng, nhận được câu trả lời là màu hồng. Ông ấy đã tức điên lên đập đầu của mình xuống đất, thật không thể tin được. Một con rồng với sức mạnh thể chất, khả năng chiến đấu tương tự như bản thể gốc, chỉ khác mỗi màu sắc, lại bị cho là thất bại và bị vứt bỏ. Nếu như Vegapunk tức một, thì chính phủ phải tức tận 100, 1000 lần. Khi mà chỉ bị cái lỗi nhỏ bí tí tẹo đó, họ đã tốn tận 20 năm lẫn vô vàn tài nguyên quý giá cung cấp cho nhà khoa học thiên tài khốn nạn mà họ thời. Để giờ, một cuộc thanh trừng Vegapunk được thiết lập tại Ethic do nhóm xét thụ của WC đảm nhiệm. Nhưng tại sao chính phủ lại nhắm đến rồng? Dragon có liên quan gì đến những con rồng đó hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi phân tích thêm ở trong video này. Anh em cũng đừng quên tham gia sự kiện tặng thẻ nhân phẩm mỗi tuần ở trên kênh của mình Red. Hai bạn may mắn nhất sẽ nhận được hai hộp gồm 20 thẻ nhân phẩm One Piece gửi đến tận tay hoàn toàn miễn phí. Hãy nhớ xem video, bình luận cho mình biết nhanh nhất và thường xuyên nhất nha. Vì số lượng thuyền viên quá đông cho nên anh em hãy kiên nhẫn chờ đợi nha. Hoặc cũng có thể sưu tập tại Shopee chỉ với giá 3k một thẻ thôi. Cảm ơn tất cả anh em đã luôn đăng ký kênh theo dõi để ủng hộ cho mình. Giờ thì quay trở lại với nội dung chính nha. Rồng thực sự là một cái điều gì đó mà chúng ta rất muốn được nhìn thấy trong One Piece. Vì những thiên long nhân tự xưng mình là những đấng tối cao, những con rồng quyền lực nhất trên thế giới. Để trao danh xưng này cho thế lực đứng ở địa vị cao nhất trên thế giới thì ắt hẳn rằng vào thế kỷ trống hoặc một giai đoạn nào đó, rồng là những sinh vật mạnh mẽ và cao quý. Trước khi thành lập chính quyền thế giới, họ đã chọn ra những gì tinh túy và quyền lực nhất dành cho mình. Thế nên rồng là một biểu tượng được lựa chọn, cho thấy được vai trò của rồng là mấu chốt bí ẩn trong lịch sử. Hãy nhớ lại vào khoảng thời điểm lịch sử chưa được xác định, có tồn tại một kiếm sĩ lừng danh ở Wano, người bảo vệ quốc gia này thoát khỏi những thế lực ở bên ngoài, thần kiếm Ryuma. Ở chapter 1052, những người dân ở đây truyền tụng nhau về sự vĩ đại của Joy Boy, người đánh bại Kaido để giải thoát cho họ. Họ so sánh Joy Boy là một hiện thoại sánh ngang với thần kiếm Ryuma. Mặc dù đây chỉ là một câu thoại từ những người dân của hiện tại, nhưng nó lại là ẩn ý của Oda để cho thấy được sự vĩ đại của Ryuma, người đã từng chém một con rồng trong truyền thuyết để bảo vệ Wano trong hàng trăm năm trước. Nhưng có một cái điều kỳ lạ, rồng Kaido có nguồn gốc từ một trái quỷ, lỗi sức mạnh chưa rõ được tạo ra như thế nào. Nó là do con người biến thành do biến đổi cấu trúc của cơ thể. Còn rồng Ryuma chém là một con rồng thật hay là một cái quỷ vẫn chưa rõ. Mà theo những gì được hồi tưởng thì con rồng đó là rồng theo kiểu phương Tây, với đôi cánh và cơ thể to béo. Nó không như rồng châu Á to lớn và dài. Dù vậy thì sức mạnh của hai loài rồng này vẫn được so sánh là tương đương với nhau thông qua khả năng điều khiển những yếu tố tự nhiên. Kaido có thể phun lửa, tạo gió lốc và bão tố, cùng với lớp da cực kỳ cứng cáp. Một phần có được sự cường hóa này là dựa vào sức mạnh Haki của Kaido, phần chính là do nền tảng căn bản đã có của loài rồng. Vậy dựa vào đâu để biết được rồng phương Tây cũng sở hữu khả năng tương tự như rồng châu Á từ trái quỷ giòn của Kaido? Tại Bin Hazard, Vegapunk đã nghiên cứu rất nhiều rồng chứ không riêng gì trái quỷ từ rồng của Kaido. Con rồng số 13 được tạo ra với mục đích bảo vệ cơ sở nghiên cứu, và con rồng này có cấu trúc theo giống với phương Tây cùng với đôi cánh, cơ thể to lớn và hàm răng sắc nhọn. Nó cực kỳ dữ tợn, bất kỳ ai đột nhập vào Bin Hazard mà bị nó phát hiện cũng sẽ bị tấn công ngay lập tức. Khả năng sinh tồn của loài rồng cũng khá khủng khiếp. Dù Bin Hazard bị phát nổ, Vegapunk rời đi bỏ lại nó thì nó vẫn sống khỏe đâu à. Tiếp tục trận chiến của Aokiji và Akainu nổ ra, biến Bin Hazard thành hai thái cực nóng và lạnh thì nó vẫn còn ở đó. Phải nói rằng chủng loại này sống sót bền bỉ không thua kém gì chủng tộc Lunaria của King. Bản bộ rồng đã giao chiến với nó, họ cũng gặp phải một số khó khăn nhất định khi dùng lửa để tấn công. Lớp da rồng cực kỳ cứng cáp, những đòn thông thường không thể gây được tổn thương cho nó. Mãi đến khi Zoro cắt đầu bằng chiêu thức rất mạnh của mình thì nó mới chịu về chầu ông bà. Nó hoàn toàn có máu và xương như rồng thật chứ không phải là như trong anime mà chúng ta nhìn thấy nè nha. Vì một số yếu tố bạo lực và cho chị em xem nên đã lược phần này. Và khuyên anh em hãy xem manga để hiểu rõ hơn những tình tiết. Chứ còn anime thì có thêm thắt hoặc là lược bỏ những chi tiết khiến chúng ta nảy sinh sự tranh cãi. Điển hình như vết sẹo của Luffy là do Zoro gây ra, thiệt là mệt mỏi. Trở lại, chúng ta thấy được rằng dựa vào đâu mà Vegapunk lại có thể tạo ra được một con rồng như thế. Bởi rồng là một giống cực kỳ hiếm để thấy được trên thế giới, hầu như không còn tồn tại kể từ khi truyền thuyết về Ryuma được kể. Có thể nhiều bạn sẽ cho rằng đảo rồng có trong One Piece, thì theo như mình đã cung cấp, nó là phần không chính thức trong manga. Bởi vì chapter 655, Zoro xác nhận rằng rồng chỉ có trong chuyện thần thoại, không thể nào là sự thật được. Việc tạo ra con rồng trong anime là một cái lỗ hổng khá lớn đối với mạch truyện chính của One Piece trong manga. Nghĩ là ngồi những con rồng được tìm thấy ở Bin Hazard thông qua sự tái tạo của Vegapunk,
và con rồng thần thoại từ trái quỷ son của Kaido thì không có bất cứ một con rồng nào được nhìn thấy khác trên thế giới ở hiện tại. Hãy hỏi rằng Vegapunk lấy gen của rồng phương Tây ở đâu để phục hình nên chúng. Và nếu như từ Kaido thì sẽ là rồng châu Á như Momonosuke đang, chứ không phải là như con rồng số 13. Theo như được biết, rồng số 13 là trải qua 13 lần tạo ra rồng thì mới được một phiên bản tốt nhất như nó. Nhưng kể từ sau vụ nổ phòng nghiên cứu do Shinsa gây ra thì Vegapunk đã rời khỏi đây. Có thể Vegapunk dựa trên những cuốn sách ở Ohara để biết đến sự tồn tại của loài rồng trong lịch sử. Ông ta muốn hồi sinh lại chúng vì một số lý do nhất định chưa được tiết lộ. Cũng giống như việc Thiên Long Nhân yêu thích con rồng số 13 này hay lấy danh hiệu rồng tối cao đặt cho giai cấp của mình thì là một số hé lộ tốt nhất nhưng cũng chưa đủ. Thế nên mình cho rằng để có được hình hài của con rồng số 13 hiện tại thì Vegapunk phải dựa trên một người khác cũng sở hữu trái quỷ son rồng thần thoại châu Âu. Chỉ cần lấy được mã gen từ ai đó để tạo ra thì sẽ có được hình dáng giống như vậy. Quỷ Momonosuke đã biến thành một con rồng từ trái quỷ của Vegapunk dựa trên gen của Kaido, chỉ khác mỗi màu sắc nên bị cho là thất bại. Thì cũng có thể rồng này là dựa trên một trái quỷ nào đó và cũng không đạt được độ hoàn chỉnh. Và chúng ta cũng thấy được lý do to lớn đằng sau việc Dragon sử dụng sức mạnh của mình để tuyên chiến với chính quyền thế giới trong quanh bì, trong khi ông ta được Vegapunk tiết lộ là cực kỳ ghét chiến tranh. Sẽ không có gì đáng nói nếu như lý do cực kỳ lớn ở đằng sau đó là thuộc về chính quyền thế giới. Họ đã tác động lên Monkey D. Dragon bằng một cách thức nào đó gây tởm để khiến cho máy bắt buộc phải phản kháng. Giả thuyết của mình như sau: chúng ta thường nghĩ đến Dragon là một người lính hải quân nên có khá nhiều hiểu về chính phủ, và sau đó ông ta quyết định chống lại họ khi nhận thấy sự thối nát của xã hội. Nhưng nó chỉ là một giả thuyết cực kỳ đơn giản, bất cứ một ai cũng có thể nghĩ ra được. Mà dường như nó cũng không đủ thuyết phục, bởi vì chính Gáp cũng là một hải quân, ông cũng biết được bộ mặt xấu xa của Thiên Long Nhân nhưng cũng không làm gì khác. Đến Fujitora cũng vậy, chính tay mình hủy hoại đôi mắt để không nhìn thấy được sự ghê tởm như tội ác của phi công lý. Thì với Dragon, mình cho rằng ông ấy đã sử một trái quỷ son rồng thần thoại mà đồ rồng phương Tây. Theo những nguyện vọng của Gáp, ông luôn muốn các thành viên trong gia đình của mình trở thành hải quân. Thì việc Dragon từng nghe theo lời của cha mình trở thành một người lính hải quân không có gì để ngạc nhiên. Nhưng chuyện sẽ bắt đầu phức tạp khi mà chính phủ muốn Dragon cho mục đích nghiên cứu nào đó nhằm tái tạo lại loài rồng thông qua khả năng nghiên cứu của các nhà khoa học. Và chính vì điều đó đã dẫn đến Dragon quyết định rời khỏi hệ thống công lý. Tuy nhiên chính phủ đã có được một số thành phần gen nào đó của Dragon, giống như các tác vũ hải của hiện đại. Họ đã bảo quản nó cho đến khi tìm được một nhà khoa học thích hợp để tiến hành nghiên cứu. Vegapunk được tìm thấy khoảng 28 năm trước, trong khi đang nghiên cứu vũ khí ngoài vòng pháp luật cùng nhóm Mask. Tuy nhiên thì về trình độ thiên tài của ông ấy đã khiến chính phủ bằng mọi giá phải thuê Vegapunk làm việc cho mình. Sau đó tiếp tục bắt giữ Kaido và chiết xuất gen của lão để tạo rồng châu Á bên cạnh gen rồng châu Âu đã sẵn có từ Dragon. Nên Vegapunk đặc biệt quan tâm đến Dragon dựa trên những hiểu biết của mình, cả mối quan hệ của họ nữa. Họ đều nhận ra bộ mặt của chính quyền thế giới, nhưng vì lý tưởng của mình bắt buộc phải hành động khác nhau. Vegapunk đã cố gắng để phục sinh loài rồng theo những gì mà chính quyền thế giới mong muốn, cả rồng phương Tây thông qua trái quỷ của Dragon và cả rồng châu Á thông qua trái quỷ của Kaido. Căn cứ trên hai loài rồng tồn tại trên thế giới trong quanh bì hiện nay, Momonosuke trở thành một con rồng châu Á duy nhất sau cái chết của Kaido, sức mạnh cũng không hề thua kém. Dragon cũng sở hữu một trái quỷ rồng phương Tây với sức mạnh tương tự như Kaido, cũng điều khiển được thời tiết. Nhưng dĩ nhiên, vì chưa phải lúc cần thiết nên chưa tiết lộ sức mạnh thật sự của Dragon. Chúng ta cũng thấy Dragon xuất hiện kèm theo gió lốc, mưa cũng có thể bay được. Đó là một yếu tố mà sinh vật thần thoại có thể dùng được nên đi kèm với sự xuất hiện của Dragon, không gì là quá ngạc nhiên. Đây thực sự là một giả thiết điên rồ, nhưng cũng cực kỳ thú vị dựa trên các dữ liệu được tìm thấy. Hai loài rồng tồn tại trong quanh bì cũng từng xuất hiện. Nếu có một chiếc giòn rồng thần thoại châu Á thì hẳn sẽ có một chiếc giòn rồng thần thoại châu Âu. Và Dragon chính là người sở hữu một chiếc quỷ giòn với cái tên là Ryu no Mi Model Phong Long. Dĩ nhiên đây là những phân tích của mình, anh em có thể đồng ý hoặc là không. Nhưng nó là những dữ liệu khá thú vị để tìm thấy trái quỷ thật sự của Dragon sau những gì mà nhà cách mạng này thể hiện. À, đừng quên để lại một like, một đăng ký kênh để ủng hộ cho mình đã nha. Cảm ơn tất cả anh em rất là nhiều.